Phải, cả bố và mẹ đều là dân thể thao nên ngay từ nhỏ con gái của vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Huyền đã được rèn chạy bộ. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2018, nữ hoàng Điền Kinh, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ tạm gác lại công việc để tập trung cho việc vun vén hạnh phúc gia đình. Một năm sau khi con gái đã cứng cáp hơn, Nguyễn Thị Huyền đã trở lại với đường chạy và xuất sắc giành 2 tấm huy chương vàng chạy 400m và 400m rào ở SEA Games 30 tại Philippines. Có lẽ do cả bố và mẹ đều chơi thể thao nên cô bé Minh Thư cũng đem lòng yêu thích và được mẹ dạy chạy từ nhỏ. Nguyễn Thị Huyền vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc con gái, tên ở nhà là bé Cún, đang chạy bộ. Cô bé có bước chạy dài, khỏe khắn giống hệt mẹ. Nhiều người hâm mộ thích thú cho rằng đúng là con là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Tương lai Điền Kinh Việt Nam sẽ có thêm một Nguyễn Thị Huyền phiên bản khác tài năng hơn. Suốt chặng đường sự nghiệp của mình kể từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Huyền ở kỳ SEA Games nào cũng giành được không dưới 2 tấm huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Dù đã lập gia đình nhưng vận động viên sinh năm 1993 đã nhanh chóng lấy lại được thể lực và vóc dáng. Cô cũng nhận được sự ủng hộ từ chồng và đặc biệt là cô con gái nhỏ rất tự hào về mẹ. Dù vẫn giành huy nội dung sở trường 400m rào nhưng Nguyễn Thị Huyền thừa nhận việc sinh con xong đã khiến cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi đấu. Nhưng con gái lại chính là động lực lớn nhất để nữ vận động viên cố gắng giành huy chương. Trước khi tôi thi đấu, tôi thường xuyên hay xem video về con, gọi điện về cho con, nhìn ảnh con. Đó là động lực của tôi phải cố gắng lên để có thể về thăm con. Tôi có phải có thành tích đặc biệt để sau này con mình nhìn lại. Khi lớn lên nhìn thấy mẹ có gì đó để thật tự hào về mẹ của mình, Nguyễn Thị Huyền muốn đem huy chương về cho con.